đối với câu số 14 này thì phương trình của mình nó đơn giản rồi, nó chỉ có chứa Z thôi. Các em chỉ cần việc chuyển vế, sau đó là mình chia cho 2 cộng 3Y. Các em bấm máy mình sẽ ra được số phức Z. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tính mô đun của số phức Z thôi. Thì bài này thì nó đơn giản không có gì để nói hết cho nên là thầy sẽ sang câu số 15. Ờ, trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái dạng của mình nếu như mà cái phương trình của mình nó chứa Z và Z ngang nè. Thì ngoài cái kỹ thuật kho ở trên, mình vẫn có thể sử dụng công thức giải nhanh. Thì cái đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn cho các em mình đi chứng minh cái công thức trước thì cái phương trình của mình nó sẽ có cái dạng là AZ cộng cho BZ ngang bằng C. Thì phương trình này các em sẽ hiểu nè. Z này thì nó giống như là X thôi. Z ngang này nó chính là Y. Như vậy phương trình của mình đang có dạng là AX cộng cho BI bằng C. Và các em phải nhớ là ABC của mình lúc này nó không phải là số nha. Mà nó đang là số phức. Rồi. Thì phương trình này mình sẽ hiểu nó giống như là một cái phương trình hai ẩn. Bây giờ để mà giải được cái phương trình này thì các em cần phải tạo ra cho thầy thêm một cái phương trình hai ẩn nữa. Thì để mà tạo được một cái phương trình hai ẩn nữa thì thầy sẽ làm như sau. Thầy sẽ lấy liên hợp hai vế. Tức là từ cái phương trình ban đầu này nè, thầy lấy liên hợp lên. Thì lúc này mình sẽ có AZ cộng cho BZ ngang. Mình sẽ lấy liên hợp tất cả liên hợp lên nè. Nó sẽ bằng bên đây là C liên hợp. Rồi tương đương. Lúc này thì các em cần phải nhớ được cho thầy các cái tính chất của liên hợp nha. Liên hợp của một tổng thì nó sẽ bằng tổng của hai cái liên hợp như vậy cái chỗ này mình sẽ tách ra thành AZ liên hợp mà AZ liên hợp nó lại bằng A liên hợp nhân cho Z liên hợp. Tiếp tục bên đây nó sẽ là B liên hợp nhân cho Z ngang mà tất cả liên hợp cái nữa như vậy liên hợp của liên hợp thì nó sẽ bằng cái số phức Z ban đầu. Chỗ này là thầy sử dụng các cái tính chất thì nếu như bạn nào mà chưa nhớ các em cần phải xem lại tính chất nha. Ở đây thầy chỉ áp dụng cái công thức để thầy làm thôi. Bằng bên đây là C ngang. Như vậy lúc này thầy sẽ được cái phương trình thứ hai nè. Phương trình thứ nhất là AZ cộng cho bz ngang thầy ghi lại đi bằng c cái phương trình thứ hai là thầy sẽ ghi cái bz này b, b ngang z lên trước nha b ngang z cộng cho a ngang nhân cho z ngang bằng bên đây là c ngang thì đây các em có thể hiểu đây chính là cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đi mình có thể hiểu như thế như vậy để giải cái hệ này thì có thể các em sẽ sử dụng hai cách một là phương pháp thế hai là phương pháp cộng đại số đối với bài này thầy sẽ sử dụng phương pháp cộng đại số cái này là kiến thức của lớp 9 thôi thầy đang cần tìm thầy đang cần tìm cái vết này nè như vậy thầy sẽ tìm cách thầy triệt tiêu mất cái vết ngang mà bây giờ để triệt tiêu mất cái vết ngang thì mình sẽ nhân thêm thôi ở trên này các em thấy vết ngang nó đang nhân cho b dưới này vết ngang nó đang nhân cho a ngang như vậy ở cái phương trình ở trên đó, thì thầy sẽ nhân thêm a ngang còn phương trình ở dưới này thầy sẽ nhân thêm b như vậy lúc này mình sẽ được nè cái anh ở trên nhân a ngang thì mình sẽ có a nhân cho a ngang nhân z cộng cho b nhân A ngang nhân Z ngang. Bằng bên đây là C nhân A ngang. Rồi phương trình dưới mình sẽ nhân thêm B thì mình sẽ được B B ngang nhân Z cộng B A ngang Z ngang. Bằng bên đây là C ngang nhân B. Rồi lúc này thầy sẽ lấy từ đây thầy suy ra nè, thầy sẽ lấy phương trình 1 tức là phương trình trên đây nè. Phương trình 1 này thầy trừ cho phương trình 2 ở dưới nè. Thì lúc này các em sẽ có nè. 1 trừ 2 bơi a ngang z ngang trừ cho b a ngang z ngang nó sẽ mất, như vậy ở trên này mình trừ nhau thì mình sẽ đặt z ra ngoài. Thì thầy sẽ có đặt z ra. Đằng trước này nó sẽ là a a ngang trừ cho b b ngang. Tất cả nhân cho z bằng bên đây là c a ngang trừ cho c ngang b. Rồi như vậy từ đây thầy suy ra số phức z của mình nó sẽ bằng c a ngang trừ cho c ngang b. Tất cả các em sẽ chia cho a a ngang trừ b b ngang mà a a ngang thì mình cần phải nhớ thêm một công thức nữa z nhân cho z ngang thì nó sẽ bằng mô đun của z tức là mô đun của a tất cả bình tương tự trừ cho b b ngang nó chính là mô đun của b tất cả bình rồi như vậy đây chính là công thức giải nhanh của mình cái việc còn lại là các em chỉ cần học thuộc cái công thức này và sau đó thì mình sẽ áp dụng nó để mà mình bấm máy ra thôi mình sẽ bắt đầu với câu số 15. đây chính là công thức giải nhanh như vậy cái việc đầu tiên để mà áp dụng được cái công thức này là các em cần phải xác định được cho thầy A và B và C là bằng bao nhiêu. Thì nhớ nè, A là nó đang đứng trước Z nha. A là nó phải đứng trước Z như vậy. Chẳng hạn như câu số 15 là đầu tiên xác định cho thầy A. A đứng trước Z là nó bằng một Như vậy mình sẽ bấm một thầy to nó vào A. Rồi tiếp tục B, Z ngang. Như vậy B của mình là một cộng 2 i 1 cộng 2Y. Thầy cho to nó vào B. Và C chính là cái số mà nằm ở bên phải là 3 trừ cho 4i. Các em sẽ to nó vào C. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng công thức. Mình sẽ bấm nè. Phân số trên này là C nhân cho A ngang. Alpha C. Nhân cho A ngang. A ngang chính là liên hợp của A thôi. Các em sẽ bấm option số 2. Alpha A. Đây chính là C A ngang. Rồi trừ cho C ngang nhân B. C ngang chính là option liên hợp của C. Đóng ngoặc lại. Nhân cho B alpha b. Rồi, dưới này là các em sẽ chia cho module của a. Module của a chính là ship abs nè. a tất cả bình. Rồi, trừ cho module của b là ship abs nè. alpha b tất cả bình. À chỗ này hồi nãy thầy quên nói cái trường hợp là trường hợp nào thì cái công thức này nó sẽ không đúng. Các em thấy là khi mà mình rút z ra thì chỗ này nó có cái mẫu nè. Module này thực ra nó đã là hai số rồi. Chỗ này là số trừ cho số. Như vậy công thức này nó sẽ sai trong cái trường hợp là mô của A bằng mô của B. Tại vì hai này bằng nhau trừ nhau nó sẽ bằng không mà nếu bằng không thì cái mẫu bằng không là nó sẽ không được. Vậy cho nên là công thức này nó sẽ sai trong cái trường hợp là mô A bằng mô B. Thì đầu tiên các em cứ kiểm tra thôi, nếu như mà nó tính ra được thì mình sẽ nhận luôn, còn nếu mà nó tính không được có nghĩa là mình không áp dụng được công thức này. Rồi, thẻ ấn bằng nè. Nó sẽ ra được số phức z của mình là trừ 2 cộng 7 phần 2 i, Mà bây giờ người ta kêu mình tính cái gì đây? Tính S là bằng 3 lần phần thực trừ cho hai lần cái phần ảo của số phức này thôi. Như vậy thì phần thực của nó là trừ 2 rồi. Còn phần ảo là 7 phần 2 thì chỗ đây cái bấm luôn. 3 nè, nhân cho trừ 2. Rồi cộng, a à, trừ, trừ cho 2 lần, nhân cho 7 phần 2. Trừ 13, như vậy đáp án của mình là câu C. Rồi, tương tự như vậy, câu số 16 nè, thầy sẽ đi lưu nè. AZ như vậy A của mình là bằng Y nè, b ngang b là một trừ y nè c là bằng trừ hai y rồi đầu tiên kem cứ lưu vào thôi mình sẽ lưu y to a một trừ y to b trừ hai y trừ à, hai y to c rồi sau đó công thức áp dụng vô c nhân cho a ngang alpha c nhân option hai alpha a rồi trừ c ngang là option hai alpha C nhân cho up, à, nhân cho B alpha B rồi chia cho module của A bình phương cộng module của B bình phương rồi các em bằng thôi số phức của mình đây chính là số phức mà mình thu được nó kêu mình là tổng phần thực và phần ảo của cái số phức này có thể là các em bây giờ là các em nhớ luôn cũng được còn không nếu mà mình muốn tính trên máy tính luôn thì mình vẫn có thể là phần thực chính là option 3 rồi số phức mới tính được chính là n Cộng cho phần ảo là option 4, số phức mới tính được thì các em chỉ việc nhập n vào đây thôi, bằng chữ 2, như vậy đáp án của mình là câu B. Rồi câu số 17 thì uh, câu này nó không có z và z ngang, nó chỉ kêu mình tìm AB thì giống như xy thôi, thì câu này mình đã làm quen rồi, các em cứ call 100, 0.01 vô. Rồi câu số 18, tìm số phức z nè, thỏa mãn a z cộng bz ngang bằng c nè, như vậy đầu tiên thầy sẽ lưu a, 1 cộng b chính là a nè, b là bằng 2 nè, và anh này chính là c nè. Vậy thành nhập 1 cộng y to a rồi 2 to b rồi 3 cộng 2 y to c rồi sau đó mình áp dụng công thức c nhân cho a ngang c nè nhân option 2 a rồi trừ c ngang là option 2 nhập c vô đây nhân cho b là alpha b tất cả chia cho module của a bình trừ cho mô của B bình phương. Rồi kem em ấn bằng thôi. Đây chính là số phức mình thu được. Sau đó người ta kêu mình là tính A trừ B. Tức là mình sẽ lấy cái phần thực mà mình trừ cho phần ảo như vậy. thì sẽ có nè. Option 3 của N trừ cho option 4 của N bằng. Kết quả bằng 2. Đáp án của mình là câu A. Rồi tương tự như vậy câu số 19. Câu 19 thì em thấy đơn giản hơn một chút là hệ số của Z và Z ngang nó đều là hai số hết thì mình vẫn lưu vào AB thôi. 4 thầy to nó vào A. 5 thầy to nó vào B. Rồi C của mình là 27 trừ cho 7Y. To nó vào C. Rồi như vậy công thức của mình là C, alpha C nhân option 2. A ngang nè. Rồi trừ cho option 2 của C. Nhân cho B. Nhân cho alpha B. Rồi chia cho module của số phức A tất cả bình trừ cho mô của số phức B tất cả bình rồi kem okay, ấn bằng thôi 3 cộng 7y số này đẹp luôn nó kêu mình tìm số phức Z thôi như vậy 3 cộng 7y chọn câu D rồi câu số 20 thì câu này nó chỉ có Z thôi. Chỗ này kem chuyển này qua là mình sẽ tìm được Z nè. Rồi sau đó người ta kêu mình tính mô của số phức omega. Thì ban đầu thầy chuyển trước đi. Nó sẽ là bên với phải là 4 cộng Y. Thì chuyển cái đó qua là trừ cho 2 trừ y tất cả bình rồi sau đó là các em chia cho 3 cộng 2 y thôi thì mình sẽ được cái số phức z của mình là 1 cộng y thì lúc này trên máy tính nó sẽ tự động lưu vào n người ta kêu các em tính mô đun của số phức omega bằng z cộng 1 tức là bằng n cộng cho 1 cộng 1 tất cả nhân cho z ngang z ngang thì chính là liên hợp liên hợp của n thôi đóng ngoặc lại rồi các em bằng luôn, nó sẽ ra được căn 10 là B. Câu số 21 thì là cho AB rồi các em chỉ việc call vào thôi, cái nào nó ra bằng với lại à, chuyển luôn cái số phức bên phải qua cái nào nó ra bằng 0 thì mình chọn thôi. Rồi câu số 22 thì câu này các em thấy nó khác dạng nãy giờ mình làm. Người ta cho mình hai cái số phức Z1, chỗ này là Z2 nè. Số phức z1 và số phức z2 này thì cái phần thực và phần ảo của nó còn dính tới cái tham số m. Người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để cái phương trình à để cái số phức này là một cái số thực. Cái quan trọng là các em cần phải nắm một cái số phức mà nó muốn là cái số thực đó, tức là cái phần ảo phần ảo của nó phải bằng 0 thì nó mới là số thực được. Như vậy thầy sẽ đi tính cái phần ảo của nguyên cái số phức này nè. Phần ảo của nó thầy sẽ tính theo m. Theo m. Mà lúc này các em thấy cái số phức của mình nó chỉ có duy nhất một tham số m thôi như vậy thầy sẽ khôn luôn m này thầy cho nó bằng 100 đi và mình sẽ đi phân tích cái phần ảo của nó ra thì lúc này thầy có nè à, số phức z1 z1 chính là m cộng 1 trừ 2i nhân số phức z2 là 2 trừ mở ngoặt ra m cộng 1 nhân y rồi đóng ngoặt lại tiếp tục trừ 8 cộng cho 8 y. Và bây giờ thầy sẽ đi khôn m bằng 100 để mình dễ phân tích thôi. Thì các em sẽ được. Cái phần thực của nó là trừ 8 thầy không quan tâm. Thầy chỉ quan tâm cái phần ảo thôi. Là trừ của 10.197. Phần ảo nè. Trừ 10.197. Đây chính là cái phần ảo. Mình đang cần là mình sẽ chuyển cái phần ảo này theo cái tham số m. Như vậy thầy sẽ có. Dấu trừ thì mình cứ đặt bên ngoài đi. Trong này các em sẽ tách ra nè anh này nó phải là 10.000 rồi thầy cộng cho 197 mà 197 thì nó đang tiệm cận 200 như vậy thầy sẽ tách nó thành 200 mà thầy trừ ra thầy trừ ra cho 3 thôi là nó sẽ ra được 197 như vậy chỗ này bằng trừ nè 10.000 chính là 100 bình phương 200 chính là 2 x 100 trừ cho 3 như vậy chỗ này thầy sẽ được trừ 100 chính là m như vậy chỗ này là m bình cộng cho 2m trừ 3 và kem đây, đây, chính là cái phần ảo của nó mà mình sẽ cho cái phần ảo này bằng không tức là kem chỉ cần giải cho thầy cái phương trình m bình cộng 2m trừ 3 bằng không thôi thì chỗ này mình có thể nhẩm nghiệm được rồi nhưng mà nếu bạn nào không nhẩm được thì vẫn có thể vào cái menu chính giải ra một lần m bình cộng 2m trừ 3 nó sẽ ra được một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng trừ 3 tóm lại là sẽ có hai nghiệm mà người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị thực của tham số m như vậy mình có hai giá trị thầy chọn luôn câu b Rồi tiếp tục câu số 23, 23 này là cái dạng phương trình chứa Z và Z ngang thôi, tuy nhiên là các em cần phải có một bước biến đổi mình mới tìm được cái hệ số ABC của nó. Chỗ này các em thấy là 2Z trừ đi 1, như vậy mình chưa được, bắt buộc mình phải tách ra. Tách ra bằng cách là 2Z, thầy nhân cho 1 cộng Y, tức là mình sẽ được 2 nhân cho 1 cộng Y, nè. tất cả nhân Z, rồi trừ 1 nhân cho 1 cộng Y, tức là trừ của 1 cộng Y tiếp tục phía sau mình cũng làm tương tự như vậy là một trừ y nè thầy nhân cho z ngang rồi cộng cho một nhân cho một trừ y tức là cộng cho một trừ y đóng ngoặc lại bằng bên đây là hai trừ cho hai y như vậy lúc này các em mới xác định được anh này chính là a nè anh này là a nè anh này là b nè và c của mình ở đâu ra c của mình chính là bằng cái vế phải này nè vế phải này thầy cộng cho này chuyển qua nè này. này chuyển qua là thành cộng nè tiếp tục này chuyển qua là thành trừ nè thì lúc này mình nhập trên máy tính luôn mình không cần phải viết nữa tới đây là mình đã nhập được rồi menu 2 nè đầu tiên là thầy sẽ nhập 2 nhân cho 1 cộng y anh này là thầy sẽ to vào A nè tiếp tục 1 trừ y thầy sẽ to nó vào B rồi và C của mình đầu tiên với phải là 2 trừ cho 2 y nè chuyển này qua là cộng cho 1 cộng y chuyển anh này qua là thành trừ 1 cộng y Thầy to cái này vào C nè. Rồi sau đó thì thầy sẽ ghi lại cho các em cái công thức nè. Z của mình nó sẽ bằng C A ngang trừ cho C ngang B. Tất cả các em chia cho mô của A. Tất cả bình trừ cho mô của B. Tất cả bình. Rồi thầy bấm thôi. C nhân A ngang là option 2. A trừ cho C ngang option 2 của C nhân cho B tất cả chia cho mô đun của A bình phương trừ mô đun của B bình phương rồi ấn bằng thôi 1 phần 3 trừ 1 phần 3 y bài này người ta kêu mình là tìm mô đun của số phức này như vậy ship ABS n bằng căn 2 trên 3 Đáp án B Rồi câu 24 và 25 cũng là áp dụng công thức này thôi, cho nên là thầy thực hiện cho các em thêm một câu nữa. À, thầy lấy câu số 24 đi. A nè. Anh này là B nè. Và các em nhớ là C. C thì mình sẽ chuyển qua là thành Y trừ đi 4. Anh này mới là C nha. Rồi. Đầu tiên, 1 cộng cho 2Y. To vào A. 1 trừ Y. To vào B. Y trừ 4. To vào C. Rồi nhập công thức là C nhân cho A ngang option 2 rồi trừ cho option 2 của C nhân cho B nhân cho alpha B tất cả chia cho mô đun của A bình phương trừ cho mô đun của B bình phương bằng số phức của mình là 1 cộng 2 i sau đó người ta kêu mình là tính mô đun của số phức này như vậy mô đun của N bằng căn 5 đáp án B rồi, như vậy là thầy đã xong câu số 24 thì câu số 25 là còn lại là tương tự thôi, cho nên câu này thầy sẽ để cho các em luyện tập.